Vâng, xin mời các bác nghe thử một ca khúc và em sẽ hát bằng mix xua và cũng như dòng vang cao cấp reverb, dòng vang TD Agotech đến từ Đức và dòng vang rất là đáng chơi. Không hát vang này thì rất là tiếc nha các bác. Và giá em nói em để cho các bác là 2.700.000, bao gồm mà những thiết bị kết nối như là dây quang. Con vang này tích hợp tất cả các cổng kết nối và như cũng như là chống hú, như là có USB, optical, cộng dây mã DAC 48 bit, và hàng đi sẽ kèm theo cho các bác một bộ dây quang trị giá 200.000, một mét rưỡi và bộ dây ba lăng để các bác kết nối vào âm ly cũng như là đẩy. Vang này là vang reverb effect chế độ chuyên nghiệp, có 8 chế độ hát cho các bác nha, chứ không phải hát y cho thông thường nhá nhái như bình thường nha các bác. Hát như là ca sĩ người ta đứng trên trang đài người ta hát nghe thầy, như các bác sẽ đi đám cưới người ta thấy những chế độ y âm thanh của đám cưới hoặc là âm thanh của những ca sĩ hát, hát rất là sướng. Thì giá nó chỉ là 2.700.000 thôi, được bảo hành 1 năm cho các bác luôn. Sau đây mời các bác nghe thử nha. Trên dòng đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm, kể tai em bằng con tim một người yêu em. Chưa nắng cháy sờ gió núi xô sóng khơi tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời vàng phần lẽ. Em ơi, thời gian gần gũi nào được bao nhiêu, mà khi rời góc lòng này cô lưu. Đến xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi, thời gian gặp gỡ thà được quen nhau, được cho hình bóng, được nhìn nhau lâu, tôi không ôm mắt khi niềm đớn đau. Tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe núi tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Đấy, cái này thì em đang hát với con âm ly thôi nha. Nếu mà ghép với con đẩy thì lực đẩy nó sẽ mạnh hơn và tiếng hát nó sẽ hay hơn nữa nha các bác. Đây là chỉ là con âm ly cover 1090 thôi. Đây, là hát rất là phê rồi. Nếu các bác có những con âm ly cơ công suất 200-250W trở lên như âm ly nghe nhạc, thì các bác thì ghép nối với những con vang như thế này, các bác hát karaoke thoải mái trong gia đình. Và các bác nào đang cần những bộ mixer xịn để hát cho nó tiếng nó sướng, nó nhẹ nhàng, hát thoải mái, tiếng chuẩn thì alo cho em luôn. Những bộ mixer thì một tay là giá 8 triệu, còn bộ mix 2 tay thì giá là 16 triệu nha các bác.